vùng bên Long Văn các bạn, vùng bên Long Văn đó. Hiện tại thì vùng bên Long Văn có một cái giao diện mới này bạn, một cái biểu tượng vòng xoay mới luôn, len keng luôn bạn. Ở trên là làm các cái tấm quảng cáo về Quy Nhơn, về du lịch Quy Nhơn các bạn, đảo Kỳ Co, rồi các cái địa điểm du lịch. Hiện tại thì vùng bên Long Văn hiện nay đã lên ngã năm rồi các bạn nhé. Giờ bên phía bên chỗ các xe tải bên kia này mở một con đường re cà tu nữa, khoảng hơn 500 mét thôi đó. Sau này con đường có con đường từ đây sẽ ra với quốc lộ 19, khi nào đầu tư thì chưa biết, hiện tại mới có một cái ngã rẽ là hơn 500 mét thôi. Ok, bây giờ sẽ chạy về đường Tây Sơn các bạn, quay cho các bạn xem là con đường Tây Sơn là con đường buôn bán ô tô sầm uất nhất Quy Nhơn, cũng là con đường ô tô hiện nay các bạn, buôn bán toàn bộ tất cả các hãng xe đều tập trung ở đường Tây Sơn này. Còn trong trên địa bàn của thành phố Quy Nhơn, đường Tây Sơn là con đường dài nhất luôn các bạn, cũng là con đường dài nhất, dài đó đó khoảng chừng 8 km. Quận Bình để vào trung tâm thành phố Quy Nhơn các bạn. Quy Nhơn, thành phố du lịch sạch ASEAN. Bên đây là cây xanh Bảy Cường, có vị trí rất là đẹp, đầu đường Tây Sơn luôn. Đường Tây Sơn cũng là quốc lộ 1D các bạn, điểm đầu quốc lộ 1D, đi vào trong khu vực cầu Bình Phú của Phú Yên á. Đó, đây là cầu Long Văn 1 này. Bên kia là công viên Long Văn. Đường Tây Sơn là con đường phía Tây của thành phố Quy Nhơn các bạn. Con đường mà đi vào bến xe rồi đi qua khu vực Gành Ráng rồi đi vào tỉnh Phú Yên á, là phía Tây của thành phố. Còn con đường vào trung tâm là con đường Hùng Vương bên phía bên kia. Đường Tây Sơn cũng là một con đường rộng và thuộc loại đẹp nhất Quy Nhơn, có 6 làn xe, giải phân cách giữa thì trồng trà là các bạn. Hiện nay thì trên con đường này là có đội cảnh sát, phòng cảnh sát giao thông thành phố các bạn, đây tức là nơi đăng ký xe rồi nộp phạt xe đó, nằm ở đây. Hồi xưa thì nằm ở chỗ Ý Lan đó bạn, đây phòng cảnh sát giao thông đó. Bắt đầu từ đoạn này là có các cái showroom bán ô tô cũ này bạn, ô tô cũ nha, rất là nhiều các bạn. Rồi xuống dưới kia là xe khách, xe tải, rồi xe ô tô mới đó. Bên này các bạn, bắt đầu bên này là các cái hãng xe tải này của Taco này, Futong này, rồi xe khách này bạn, Taco Auto này, trung tâm ô tô tải và Bus Bình Định này đó. Đó các bạn, Taco Bus các bạn. Bên đây là Fuso xe tải này, xe tải nhỏ các bạn. Đoạn này hồi xưa gọi là sân bóng đá nhà đèn đó bạn, bây giờ thì xây sửa cái khác rồi. Đây là điện lực ở miền Trung này. Đó, phía sau đây các bạn. Những năm còn học cấp 2 các bạn, năm 9 mấy á, họ hay lên đây đá banh. Sân bóng đá Nhà Đèn, đội quản lý vận hành điện cao thế Bình Định này. Đó, hồi trước đó. Đó, đây là một cái tiệm bán ô tô cũ nữa nè bạn. Đó.
rất nhiều các bạn nha, rất nhiều. Đó, bán ô tô cũ rồi, chỗ làm xe tải nè các bạn. Làm ô tô xe tải này 10 đô. Cậu mình các bạn ơi, bà con đó. Đó, có con hoa sen nha. Bên này là các xí nghiệp phường Nhân Phú này. Đó, nhà khu vực này mình cũng thấy có treo bảng bán nhà đây các bạn. Ai có thích thì có thể lên đây tham khảo. Và chỗ này có một cây xanh Nhân Phú các bạn. Rồi ngay khu vực cây xanh Nhân Phú này là chung cư xã hội đó. Chung cư xã hội Nhân Phú 2. Cái đường rẽ này là rẽ đi dọc sông Hà Thanh các bạn. Dọc sông Hà Thanh về chỗ cầu Sách á. Đây, Petrolimex cửa hàng xăng dầu Nhân Phú này. Đó, phía sau là chung cư xã hội Nhân Phú 2 đó bạn. Hiện tại thì họ đang xây một block để là tháng quý 1 năm 2026 là sẽ giao nhà, sẽ bàn giao. Đó, dọc dọc đây là có đỡ bán xe đầy hết đó bạn, xe cũ á. Đó, cho nên là đường Tây Sơn là mệnh danh là con đường ô tô Quy Nhơn thì không sai tí nào. Bán xe rất là nhiều, xe cũ có, xe mới có, xe bus có, xe tải có. Đó, đây cái dự án Solis của Nhân Phú 2 này, nhà ở xã hội nè bạn, căn hộ mẫu này. Mình thấy cái nhà ở xã hội này ok đó bạn. Họ làm các cái tiện ích trước các bạn, như là đài phun nước, công viên đồ. Này ngày xưa học sinh gọi là dự khu vực quần sánh các bạn. Khu vực vườn sánh là sau này là có nghĩa trang các bạn, gọi là nghĩa trang vườn sánh. Ngày xưa mà còn đi học là hết có trồng sánh lên này, lên đây nó nhảy sánh nha. Còn bây giờ là ở Quy Nhơn là không có chỗ nào trồng sánh rồi. Bữa trước mình đi qua chỗ cách đây một tuần, đi lên đèo An Khê thì có chỗ cái chỗ mà bán ngay chỗ Lập Văn Phong đó bạn, họ đã bán sánh rồi. Từ giữa tháng 10 họ đã bán rồi. Sánh nước mình đó nha các bạn, chứ không phải là sánh mì đâu. Đó, bên tay trái là TMT mô tô nè bạn. Xe tải. Đấy, rất là nhiều. Còn bên bên tay trái đây là chi nhánh của viện sốt rét ký sinh trùng. Viện sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn, cơ sở chính nó nằm ở dưới đường Nguyễn Thái Học Quy Nhơn các bạn. Đây chỗ dạy lái xe các bạn, hồ sơ dạy lái xe. Bên này cũng có một cái nữa mà sao đóng cửa này. Đó, bắt đầu xuống này là bắt đầu ô tô nhiều lắm bạn. Đây là cái nhà xe của xe Sơn Tùng, xe khách đó. Sơn Tùng hiện nay là xe khách lớn nhất Bình Định các bạn. Xe Sơn Tùng hiện nay chạy các tuyến như là Quy Nhơn Đà Nẵng, Quy Nhơn Nha Trang và Quy Nhơn Đà Lạt và Quy Nhơn Sài Gòn nữa các bạn. Không biết còn tuyến nào nữa không? Đây các bạn. Đây này, Hải Thành này. Đó, xe Hải Thành. Đó, gara Sơn Tùng. Rất là nhiều luôn các bạn. Đó, khu vực Tây Sơn này là ở trên phía này là nãy giờ là các bạn xem là bán xe tải nhiều nha, xe tải nhiều. Tí nữa xuống trung tâm tí á, gần với trung tâm á
phường Quang Trung á, là bắt đầu là bán ô tô con. Đó, đường Tây Sơn chuẩn đường lớn luôn bạn. Đây một cái showroom ô tô cũ Bình Định nữa này. Đó, các xe 5 chỗ sedan các bạn, sedan 5 chỗ. Đó, còn ngã rẽ đây là đường Trần Nhân Tông. Họ ở trong này các bạn, ở trong khu vực Trần Nhân Tông này. Đây là cây xăng 28. Vùng xăng xăng dầu Quy Nhơn luôn. Phía sau đây là vùng xăng dầu Quy Nhơn. Đấy, đi hết con đường này view hết con đường này cho các bạn xem. Các bạn mua ô tô thì cứ đến đường Tây Sơn các bạn. Đây có cả VinFast luôn. VinFast mới mở luôn các bạn. Cho nên thấy là VinFast bây giờ VinFast là có mặt tất cả là 63 tỉnh thành rồi. Đấy. Bình Định có sâu các bạn. Còn đây là cái nút giao DT639 và quốc lộ 1D các bạn. Đó, bữa nay thì họ giải tỏa hết mấy cái nhà gần gần đây này. Đó, để mở rộng cái nút giao này. Đó các bạn. Đó, xe cũ này, bán xe cũ, xe tải này các bạn, bán đầy luôn. Mấy cái nhà kia thì đang giải tỏa để mở rộng các bạn. Đó, xe cũ nè. Ai có mua xe tải cũ thì ghé đường Tây Sơn đây, có đủ luôn. Đây, cửa của bồn xăng dầu nằm phía dưới này các bạn. Rất là dài các bạn. Đường Tây Sơn cũng là con đường dài nhất thành phố Quy Nhơn các bạn nha. Không có con đường nào dài bằng đường Tây Sơn đâu. Tí nữa mình đi hết con đường này mình coi thử là nó bao nhiêu cây nha. Hồi nãy ở trên cây xanh cây xanh Bảy Cường mình có bấm rồi. Tới giờ này là 3 cây 7 rồi các bạn. Tới Hồ Phú Hòa là 3 cây 7 rồi. Xuống như kia chắc tầm 7 cây 3 cây 8 rồi. Dài hơn đường Hùng Vương nha. Dài hơn đường Trần Hưng Đạo. Dài hơn đường Võ Nguyên Giáp. Dài hơn đường Nguyễn Tất Thành. Dài hơn đường An Dương Vương các bạn. Dài hơn các đường Lạc Long Quân với Âu Cơ trên Phú Tài luôn. Đây bên tay trái đây là Hồ Phú Hòa. Vẫn đỡ hoang tới hiện nay. Rồi tiếp theo là đoạn này là có một cái showroom ô tô mới này của Suzuki nha. Suzuki Vinh Tùng. Đấy. Đối diện Hồ Phú Hòa luôn. Vinh Tùng các bạn, xe Suzuki là xe nói chung là xe ô tô giá rẻ nhất trong các hãng xe. 3-400 là có một chiếc xe rồi. Đây là bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định các bạn. Rồi sáng giờ nắng bây giờ bắt đầu trưa rồi, bắt đầu có mây đen rồi đó. Chiều nay chắc mưa nữa. Đồ cũ hải tía. Đồ cũ thiên tiến các bạn. Đây là Kabi Bidifa là nhà máy của Dược Bình Định này bạn. Trong này có một cái xí nghiệp thực phẩm Lam Sơn đó. Đây là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ các bạn. Đó. Đó, trong phía đường rẽ này có một cái nhà mà gọi là cái đông lạnh đó bạn. Mình gọi hơi nôm na là cái đông lạnh đó. Không biết nay còn không? Ngày xưa còn nhỏ là đi vào trong này mua đồ tôm các bạn. Mua đồ tôm nó làm cái gì? Mua đồ tôm nó về cho vịt ăn. Đó, đây là công
bị dược này, trang thiết bị y tế Bình Định này, cơ sở 2 các bạn. Cơ sở 1 nằm dưới đường nằm dưới đường Nguyễn Thái Học các bạn. Đó, chỗ đây họ xây showroom gì đây này. Còn đây là cục dự trữ nhà nước này các bạn, khu vực Nghĩa Bình. Đó, phía sau này có dinh trại bộ đội nữa các bạn. Rồi, đến đoạn này là đã gần 5 cây rồi số rồi các bạn. Chắc là phải 8 cây đó. Cái đường này phải hơn 8 cây. Đây là công ty Ánh Việt nè các bạn. Công ty Ánh Việt hiện nay thì đóng cửa. Trong này thì mình thấy đập hết rồi. Bên đây là Nam Ngân nha các bạn nha. Nam Ngân. Đây là tới cái đoạn này là có cây xanh số 4 các bạn nha. Petrolimax số 4. Và bên tay trái đó là đường Điện Biên Phủ mà đi qua chi cục thuế tỉnh đó. Trong khu này là khu đô thị Hồ Phú Hòa. Đó, rất là thất vọng về cái khu đô thị này luôn. Đây cây xanh số 4 đây các bạn. Phía sau cây xanh số 4 đây là chung cư La Mơ. Đấy các bạn, chung cư xã hội nha. Xã hội La Mơ á, nhưng mà mình thấy tuy là xã hội nhưng mà mình thấy làm phía ngoài rất là đẹp. Còn ở phía trong á, thì mấy anh nói là đẹp là lắm. Đó, đây là bên kia là Mitsu các bạn. Đó, Mitsu. Đó, còn đây là VinFast này các bạn. Ai mua, ai vô mua xe điện thì ghế VinFast đây. Bữa nào mình ghế VinFast mình chạy thử các bạn. Chạy thử xe điện. Hiện tại thì mình có thấy VinFast 3, VinFast 5. Đó, à, cái dòng xe mà rẻ nhất của xe điện VinFast các bạn. Bên đây là có Hyundai các bạn, Thaco. Hyundai Bus các bạn. Còn bên cạnh là Nissan. Xe Nissan này. Xe Nissan này bạn. Còn đây là xe cũ bán này bạn ơi, xe ô tô cũ này. Rất là nhiều luôn. Bên cạnh là trường lái học lái xe này bạn, trường lái á, hay gọi là tắt là trường lái á. Nhưng hiện nay thì di dời rồi, nhưng mà chỗ đây thì vẫn còn đậu xe. Đó, đây là một cái hãng xe nổi tiếng ở Bình Định này, Ford nè bạn. Mình rất thích xe Ford nha, đặc biệt là dòng xe Everest, rất thích luôn. Bên cạnh Ford thì là Hyundai này. Hyundai thì mới ra mẫu xe Santa Fe nè bạn. Đây Santa Fe đây. Đó, xe quá nhiều các bạn ơi. Trong đây là đăng kiểm cũ đó bạn, giờ giải tỏa hết rồi. Rồi tiếp tục các bạn, xe cũ bán dọc đường đây rất là nhiều nè. Ai ai có nhu cầu mua ô tô mà mua ô tô rẻ tiền ít tiền á thì tìm xe cũ nha. Xe cũ, xe đã qua sử dụng. Chọn cho cái xe chọn cho mình một chiếc xe nói chung là phù hợp với nhu cầu đó. Ngoài ra cái đường Tây Sơn là đường ô tô các bạn, ngoài ra thì đường này là còn có rất nhiều cái gara sửa xe nha. Gara nhiều lắm các bạn ơi, gara phải nói là hàng trăm cái gara vậy đó, nhiều lắm. Đó, ghê ra quá nhiều luôn. Đó, ghê ra các bạn. Auto rồi, ghê ra đó.
bãi đậu xe này, gara cứu hộ Toàn Thắng này, ô tô 24 giờ này bạn, ôi trời nhiều. Bãi đậu xe tái này, xe khách này. Đó, phía trong kia có cái nhà gì mới các bạn ơi. Không biết là nhà gì. Mới xây xong. Gara rất là nhiều các bạn. Đó. Đây là một cái văn phòng công ty gì đây các bạn. Mở lướt qua đọc không kịp. Đó, gara Toàn Thắng này. Mở tắt ô tô. Đó, đây là Camry nè các bạn. Camry. Đây là văn phòng Phương Trang này. Hiện tại ở Việt Nam là Phương Trang là vô địch các bạn, xe nhiều, vô địch. Đó, mua bán ô tô này bạn nha. Showroom mình trao đổi mua bán ô tô cũ này. Vâng, bên phía trái là đường Hoàng Văn Thụ các bạn. Trong đây là nghĩa trang Phật giáo, nghĩa trang Quy Nhơn cũ đó, bây giờ là không có được chôn cất ở đây nữa các bạn. Còn phía trước đây là nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Đó, showroom rồi gara này bạn. Đây luôn. Đó các bạn, đây luôn. Rồi tiếp theo đây là dưới đây là các đây gara các bạn, xây lốp này rất là nhiều nha. Đây các bạn làm đẹp xe này, trời ơi nó nhiều kìa. Dễ. Đây là Thaco các bạn. Đó, đây là các dòng xe ô tô Thaco. Còn có Kia, Peugeot, Mazda và BMW. Thaco ô tô Bình Định các bạn. Auto Bình Định. Đó, đây là thủy điện An Khê Cà Nắc. Cách đây khoảng 10 ngày thì có xảy ra cái vụ lật xe để chết 3 người ở đây, rất là thương tâm. Phường Quang Trung. Đó, bên này bên phải đây là Gâu. Wow. Rồi tiếp tục xuống Tây Sơn. Đây là đường lên dốc Quy Hòa đi vô Quyên các bạn. Đó, đây có showroom xe máy này, Trung Phùng Ba này, Honda. Đó các bạn. Đây tiếp tục là Honda này bạn, Honda ô tô Bình Định này. Đấy, nằm ngay bến xe luôn nha. Đó, Honda thì cũng có rất là nhiều mẫu xe. Người Việt Nam mình cũng rất thích dòng Honda các bạn. Đây còn bến xe đây. Đây là VinFast 3 đây các bạn. Chắc mình phải mua chiếc VinFast 3 mình chạy trong thành phố các bạn ơi. Đi trong thành phố đi lại nhiều, mua chiếc VinFast 3 là đẹp. Nhưng mà chắc chờ nó giảm giá thêm. Vậy thì còn hãng xe Toyota ở đâu? Đó các bạn, Toyota đây này, đó. Đó ở góc đường Tây Sơn với đó. Toyota nằm ở bên góc đường Tây Sơn dưới đường gì ta? Đây. Đường gì đây này các bạn? Quên mất cái tên chỗ đây rồi. À, đường Võ Liệu, đó. Góc đường Võ Liệu với Tây Sơn nha. Đó, mobile phone đây.
hết rồi, xuống tới đây là hết hết xe rồi bạn, hết xe rồi. Mexico đó. Rồi chạy xuống tới giáp với đường An Dương Vương thì là mấy cây nha bạn, hiện tại bây giờ là 7 cây 7 rồi đó, xuống dưới kia chắc hơn 500m nữa, hơn 8 cây. Các bạn nào có phản biện về con đường nào dài nhất Quy Nhơn thì cứ comment cho mình biết nha. Theo mình được biết là Tây Sơn là đường dài nhất Quy Nhơn. Vậy rồi, không tính các đường quốc lộ nha các bạn. 7 cây 9 rồi đó, còn mấy trăm mét nữa là mở hết đường. Đây là dự án Sea View Quy Nhơn các bạn, cũng khá là lâu rồi á, nhưng mà chưa có lên được, chưa có xong được tầng hầm. Rồi 8 cây rồi các bạn, 8 cây mốt rồi, chắc còn 8 cây 2. Rồi tới đây là hết đường Tây Sơn nè bạn, 8 cây 2 nha các bạn, 8 cây 2.